Máy lọc nước thông minh Carofi hân hạnh đồng hành cùng chương trình. V-League đi đến hồi kết và không ai có thể dự đoán điều gì khi mà những bất ngờ khó lý giải đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua. Những cuộc đua quan trọng nhất lại nằm ở những lá phiếu. Đón xem giờ vàng thể thao 20:30 thứ sáu ngày 4 tháng 11 trên kênh VTV1.